Khối tài sản khủng con trai cặp đôi Hyun Bin, Son Ye Jin sẽ thừa kế từ bố mẹ. Khối tài sản khủng mà nhóc tỷ nhà Hyun Bin, Son Ye Jin sẽ thừa kế từ bố mẹ trong tương lai khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Kể từ ngày về chung một nhà hồi đầu năm 2022, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Hyun Bin, Son Ye Jin luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mới đây nhất, Son Ye Jin đã chính thức hạ sinh nhóc tỷ đầu lòng. Theo đó, truyền thông xứ Hàn đã cho biết Son Ye Jin mẹ tròn con vuông. Được biết con của cặp đôi phim Hạ Cánh Nơi Anh là một bé trai kháu khỉnh, chính điều này đã khiến netizen dần dần chúc mừng cho ông bố Hyun Bin và dự đoán rằng nhóc tỷ sẽ thừa hưởng vi rùa điển trai y như bố. Bên cạnh đó, khối tài sản khủng mà nhóc tỷ sẽ thừa hưởng từ bố mẹ trong tương lai cũng khiến dân tình trầm trồ. Theo đó, với độ nổi tiếng hiện tại, không khó để Hyun Bin và Son Ye Jin sở hữu nhiều tài sản có giá trị sau nhiều năm hoạt động giải trí. Theo tiết lộ của báo chí, tổng tài sản của Son Ye Jin mà truyền thông thống kê được có giá trị khoảng hơn 1.470 tỷ đồng. Son Ye Jin thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình nên số tiền cát xê cô thu về không phải là con số nhỏ, dao động vài tỷ đến chục tỷ đồng trên mỗi hợp đồng. Theo thống kê, tài sản của Hyun Bin cũng không hề kém cạnh khi cộng cả phần bất động sản, số tài sản mà anh đang sở hữu có giá trị khoảng gần 300 tỷ đồng. Còn số này còn có thể hơn gấp nhiều lần khi nam diễn viên xuất hiện trong nhiều vai diễn, hợp đồng quảng cáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Chính điều này đã khiến netizen tin chắc rằng nhóc tỷ nhà cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin là nhóc tỷ số hưởng nhất, ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời. Son Ye Jin và Hyun Bin bén duyên lần đầu tiên khi cùng hợp tác trong phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử 2018 và chính thức tìm hiểu nhau khi tái hợp lần hai với Hạ Cánh Nơi Anh 2019. Sau hơn 2 năm hẹn hò, bộ đôi quyền lực đã quyết định về chung một nhà vào đầu năm nay.